Chào tất cả quý cô bác chị và các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với là cái bài thứ ba. Đấy, thì ở cái bài hai hôm trước thì mọi người cũng đã biết được là làm sao để mà chúng ta cầm một cái sổ đỏ lên, thì chúng ta cũng biết được là đọc cái sổ đỏ đó, ở trong đó chúng ta cần nắm bắt những cái thông tin gì. Đấy, nó nằm ở trong đó. Và cái phần thứ ba này thực sự thì nó cực kỳ quan trọng trong cái việc mà chúng ta đi lựa chọn một lô đất để chúng ta mua, hoặc là những anh chị môi giới mới vào nghề thì chúng ta cũng cần biết cái này một chút để chúng ta có thể là tư vấn sâu hơn, để chúng ta biết sâu hơn về về những cái lô đất mà chúng ta cần chuẩn bị giới thiệu cho khách hàng của mình đó. Thì ở trong cái bài số 3 này thì mình sẽ có làm 3 phần ha. Thứ nhất là sẽ nói sơ qua một chút về cái khái niệm gọi là quy hoạch sử dụng đất là cái gì đó. Rồi cái thứ hai nữa là vì sao chúng ta lại phải xem quy hoạch. Và cái thứ ba là một số những cái dạng quy hoạch phổ biến ở Việt Nam mà chúng ta cần phải biết. Đó, thì đó là ba cái phần chính. Thì trong cái video hôm nay thì sẽ là hy vọng nó thực sự thì cũng mình nghĩ là cũng khá là dài. Đấy, cho nên là mọi người cố gắng chúng ta chắt lọc những cái thông tin cần thiết nhất để chúng ta nắm bắt. Đấy, những cái gọi là liên quan đến cái vấn đề quy hoạch đó ha. Thì cái đầu tiên đó là một số những cái gọi là cái khái niệm cơ bản, thực sự thì nó rất là khô khan đó. Thì thứ nhất gọi là quy hoạch là cái gì, hay quy hoạch sử dụng đất là cái gì. Thì quy hoạch sử dụng đất, người ta khái niệm đó là cái quá trình phân bổ khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng nhằm các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên cơ sở tiềm năng sử dụng đất và mục đích sử dụng tùy từng vùng kinh tế địa phương riêng trong khoảng thời gian nhất định đó. Thì mọi người biết là thông thường quy hoạch thì nó sẽ thay đổi đấy, nó sẽ thay đổi, ví dụ như là có thể thay đổi hàng năm đấy, còn quy hoạch vùng rộng lớn nó có thể là thay đổi trong vòng 10 năm hay là 20 năm đấy, thậm chí là 30 năm nó sẽ thay đổi một lần đó. Thì cái này thì nó phụ thuộc vào tùy từng khu vực. Đấy, thì ở trong cái bộ luật đất đai thì nó cũng có viết khá là rõ về cái vấn đề này. Thì mọi người nếu muốn tìm họ hiểu rõ thêm về cái việc là quy hoạch sử dụng đất nó thay đổi như thế nào thì có thể là nghiên cứu thêm trong cái bộ sách luật đất đai ha. Đó. Và thực sự thì đúc kết lại là cái việc gọi là quy hoạch là cái gì, thì mình hiểu nôm na đó là ở trong một cái khu vực nào đó thì họ sẽ quy hoạch là cái cụm này sẽ là khu dân cư đấy, cái cụm này đấy thì nó là quy hoạch là một cái trường để cho khu dân cư ở đây để mà đi học đấy, cho các con em học ở đó. Rồi là cái cụm phía bên kia thì lại là quy hoạch là giáo dục, là bệnh viện đó, để mà phục vụ cho cái cụm dân cư này đó. Rồi cái khu vực này là quy hoạch là đất cây xanh, là công viên đấy, để phục vụ cho cái khu dân cư, cái cụm ở đó để mà sinh sống sinh hoạt đó. Rồi quy hoạch một cái cụm khác đấy, một cái vùng đất khác thì lại là đất nghĩa trang để mà chôn cất những người đã khuất chẳng hạn đó. Thì họ sẽ là khoanh một cái vùng trên một cái diện lớn, thì họ sẽ phân bổ là cái khu vực này, khu vực A, khu vực B, khu vực C sẽ là quy hoạch đất là cái gì đó, cái mục đích sử dụng của nó là cái gì đó ha. Thì hiểu nôm na là như thế, thế cho nó nhanh đó. Thì sang vấn đề thứ hai là vì sao chúng ta phải xem quy hoạch. Thì trước khi mua đất thì chúng ta xem thứ nhất là ở trong cái cuốn sổ của mình là cái mục đích sử dụng ha, cái mục đích sử dụng của mình là cái gì đó. Thì đến lúc đó thì mình sẽ xem cái quy hoạch đó nó có phù hợp với là cái mục đích sử dụng của mình hay không đó ha. Mình lấy ví dụ là mình muốn là đất ở, mình muốn là mua một lô đất ở, thì chắc chắn một điều là cái lô đất đó nó phải nằm trong cái diện quy hoạch là khu dân cư đó. Thì sau đó thì mình mới là mua đất xong mình xây dựng, mình trên giấy phép xây dựng đấy, để mà xây dựng có thể là theo một cái quy cách nào đó hoặc là xây dựng tự do chẳng hạn đấy. Thì cái đó là những cái điều kiện gọi là tiên quyết đấy ha. Hoặc là mình có thể là mua một lô đất
để mà trồng cây làm vườn chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ là tìm những cái lô đất nó quy hoạch là đất trồng cây hàng năm hoặc là đất trồng cây lâu năm để mình có thể là mua để mà trồng những cái loại cây mình yêu thích ở trên đó, thì nó sẽ quy hoạch một cái khu vực nào đó để mà chuyên về trồng cây lâu năm, chuyên về trồng cây hàng năm chẳng hạn. Đấy thì họ sẽ quy hoạch bài bản như thế, rõ ràng như thế theo cái mục đích sử dụng của từng lô đất đó ha. Thì khi mà chúng ta mua đúng như thế thì tùy vào cái mục đích sử dụng thì nó sẽ có những cái lô đất nó sẽ có giá theo từng cái mục đích sử dụng khác nhau đó ha. Ví dụ như mua đất để mà trồng cây thì cái giá nó khác đó. Mà mua đất để mà xây nhà ở thì cái giá nó khác, đúng không? Tức là mình sẽ căn cứ vào cái mục đích sử dụng đó, cái mục đích sử dụng của mình đó, rồi cái quy hoạch ở cái khu vực đó, ở cái lô đất đó như thế nào đó, thì mình sẽ căn cứ vào hai cái đó để mình đi mua, đúng không, cho đúng với cái giá cái giá trị của cái lô đất đó ha. Rồi một lý do nữa đó là chúng ta xem quy hoạch để chúng ta biết được là cái lô đất của mình nó có vướng phải cái quy hoạch nào khác hay không. Đấy mình lấy ví dụ ha, ví dụ như là hiện tại mình đi xem một lô đất có thể là đang xây một cái căn nhà trên đó chẳng hạn đó, nhưng mà trong sổ thì là hiện tại là đất trồng cây hàng năm khác. Đấy thì có thể là ngày xưa thì là vì một lý do nào đó thì họ có thể là xin để mà cất một cái nhà tạm ở trên đó đó, và cho đến bây giờ tức là xây nhà từ ngày xưa nhưng mà hiện tại thì đất vẫn là đất trồng cây hàng năm khác và họ không lên thổ cư được, lý do vì sao? Thì là đó là một cái câu hỏi mình cần phải nghi ngờ và mình cần phải đi tìm những cái ẩn số đằng sau. Thì sau khi mà mình cầm cái cuốn sổ đó lên, mình về mình xem quy hoạch thì là thấy một điều đó là có một cái đường dự phóng, có một cái đường dự phóng, tức là họ quy hoạch là một cái đường dự phóng sẽ đi qua cái lô đất đó. Thì đó chính là cái lý do mà vì sao cái lô đất đó mặc dù đã xây nhà nhưng mà vẫn đang là đất trồng cây hàng năm khác, họ không cho lên thổ cư đó. Bởi vì sao? Bởi vì tương lai họ sẽ làm đường thì chắc chắn một điều là cái mảnh đất đó sẽ bị thu hồi, họ sẽ thu hồi về đó, và khi mà chúng ta lên thổ cư họ sẽ bị gọi là đền bù cái giá theo đất ở, cho nên là đền bù theo một cái mức giá khá là cao nếu mà sau khi mà cái đường nó hình thành đấy họ giải tỏa thì chắc chắn là họ phải đền bù đấy. Nhưng mà hiện tại đang là đất trồng cây hàng năm khác thì cái giá đền bù của nó thấp hơn, đúng không? Đấy cho nên là đó là cái lý do mà chúng ta cần phải xem quy hoạch đó. Thì mặc dù là ở trên sổ là vẫn là có ranh gọi là các cái tọa độ để xác định cái lô đất đó, và trong sổ nó vẫn ghi là đất trồng cây hàng năm khác đấy, cái thời hạn sử dụng của nó là 50 năm chẳng hạn đấy. Thì nhưng mà ở trong cái đằng sau nó là cái bản quy hoạch thì nó không thể hiện ở trên cái sổ đấy, cho nên là bắt buộc chúng ta phải đi xem phải đi kiểm tra quy hoạch là ở cái khâu đó ha. Đấy và cái phần thứ ba đó là một số những cái dạng quy hoạch đấy mà chúng ta có thể là thường thấy ở tại Việt Nam ha. Đó thì mời các bạn, mình sẽ đưa những cái hình ảnh nó trực quan hơn rất là nhiều để cho mọi người có thể là tham khảo về cái việc mà ở Việt Nam hiện tại thì có những cái dạng quy hoạch nào ha. Rồi ở cái phần tiếp theo này thì Mr. Hành sẽ chia sẻ với cả nhà một số loại những cái gọi là quy hoạch chúng ta thường thấy đấy, và những cái tóm lược lại ở đằng sau là những cái dạng quy hoạch nào thì chúng ta có thể là mua được đó ha. Đấy thì như mọi người thấy này, hiện tại thì mình cũng có khá là nhiều những cái dạng gọi là quy hoạch đất nó khác nhau đấy ha. Tức là cái ký hiệu màu này thì nó phụ thuộc vào từng cái bản đồ thì chúng ta có thể nó hơi khác một chút đó ha. Thì chúng ta có thể là nói chung là cái này chỉ để tượng trưng thôi nha, để tượng trưng để chúng ta phân biệt. Đấy, chủ yếu là chúng ta biết được là những cái nhóm đất nào thì nó quy hoạch là cái gì đó. Thứ nhất là đất nhóm thuộc nhà ở này đó, nó là quy hoạch là nhà ở ha. Thứ hai là đất là nó thuộc là quy hoạch là đất cây xanh đó.
Thì thông thường cái đất cây xanh này nó sẽ quy hoạch là thông thường thì nó sẽ làm thứ nhất là cây xanh cảnh quan này đó, thứ hai là cây xanh có thể là nó là công viên này đó ha, rồi thứ ba là cái loại đất là đất ở liền kề đó, ha, đất nhóm nhà ở khác đó, rồi đây cũng là một nhóm là đất ở chung cư này đó, đất trường học đấy, đất trường học hay là đất giáo dục đấy, đất hỗn hợp đấy, đất ở biệt thự đấy ha, tức là nó quy hoạch rất là rõ ràng như thế, khu nào là làm biệt thự, khu nào là đất làm trường học, rồi khu nào là đất ở làng xóm đấy, khu nào là đất ở công cộng đô thị đấy, đất ở đô thị ha, rồi đất ở công cộng đơn vị đó. Thì thông thường cái này giống như là quân đội, đất của quân đội ha, rồi đất thương mại dịch vụ đó, thì nó tùy vào cái mục đích sử dụng, tức là khi mà chúng ta mua đất cái mục đích sử dụng của chúng ta là cái gì, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái là đất đó ha. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể là về kinh doanh buôn bán đấy, có thể là mua đất để mà xây một cái hotel hoặc là xây một cái tòa nhà để cho thuê chẳng hạn, hay làm văn phòng office gì đó, thì nó là thuộc cái dạng là đất thương mại dịch vụ đó, thì chúng ta sẽ khai thác, họ sẽ cho phép chúng ta xây dựng là bao nhiêu tầng đó, rồi cái quy cách xây dựng như thế nào đấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái quy hoạch là cái loại đất gì đó. À, cái đất hỗn hợp và cái đất ở hỗn hợp, cái đất ở hỗn hợp và cái đất hỗn hợp này thì nó khá là phức tạp. Thế là khi mà vướng vào mấy cái loại đất này là nó rất là mệt. Rồi đất văn hóa đó, rồi đất trường trung học phổ thông ha. Đấy, thì bên mình hay gọi là cái loại đất trường này đấy, trung học cơ sở hay là tiểu học mầm non gì đó thì nó gọi chung là đất giáo dục đó. Rồi đất cây xanh đô thị đấy, đất cây xanh ở đơn vị ha. Đất cây xanh chuyên đề, đất trung tâm thể dục thể thao, đất cây xanh cách ly đấy, đất công nghiệp đó, tức là nó quy hoạch là những cái dạng đất nào đó, thì nó sẽ là tập trung một cái khu nào đó để dành cho là làm phát triển khu công nghiệp chẳng hạn ha. Rồi đất kho tàng bến bãi, đất trung tâm nghiên cứu và đào tạo, đất cơ quan công ty đó, đất trung tâm y tế, đất du lịch, đất tôn giáo, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất an ninh quốc phòng, đất nghĩa trang, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, rồi mặt nước, đất giao thông đó ha. Thì đó là những cái loại đất cơ bản mà chúng ta cần nắm bắt để chúng ta biết là để chúng ta mua cho nó phù hợp với đúng cái mục đích của mình đó. Và đây là một cái gọi là cái bản quy hoạch ở khu vực Củ Chi ha. Thì mình cũng nói sơ sơ qua cho mọi người biết là một số những cái thông tin nó nằm ở trong này đó. Đấy, ví dụ như mọi người thấy là cái màu hồng hồng này đó. Đấy, mọi người thấy cái màu hồng hồng này không? Cái màu hồng hồng này này đó, mọi người nhìn thấy là nó có ký hiệu đó là ONT đúng không? Đấy, mọi người thấy này. À, mọi người thấy ký hiệu này ONT này cộng LUC này cộng HNK này đó, thì cái ONT này nó ký hiệu đó chính là đất ở nông thôn đó, LUC này chính là lúa nước à, và HNK này chính là hàng năm khác. Thì khi mà nó có ký hiệu như thế này thì chính là cái vùng đất này là cái vùng đất ngày xưa là nó là thuộc là vừa ở đất ở nông thôn vừa lúa nước rồi vừa cây hàng năm khác đó. Thì khi mà chúng ta nó nằm cái thuộc cái diện quy hoạch là ONT này, nhưng mà cái trong sổ của mình hiện tại đang là đất lúa nước chẳng hạn hay là đất trồng cây hàng năm khác chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đăng ký sử dụng chuyển đổi mục đích là lên là thổ cư được ha. Đấy, và ví dụ như đất ở đây cái màu 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 này màu màu nó hơi nâu nâu đỏ một tí đây đó, thì nó là thuộc cái dạng gọi là đất SKC. Đất này là đất sản xuất kinh doanh nha. Đất sản xuất kinh doanh này thì chúng ta có thể là xây dựng các cái nhà máy, nhà xưởng đó, cho phép chúng ta làm những cái điều đó. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào từng cái loại đất đấy, tùy từng cái mục đích sử dụng của mình là cái gì, chúng ta sẽ đi tìm những cái lô đất nó thuộc những cái vùng quy hoạch và chúng ta mua để phù hợp với cái mục đích sử dụng của mình đấy ha. Ở đây này, như ở đây thì nó có một cái hồ đúng không? Cái hồ này gọi là hồ cảnh quan đó. Rồi những cái khu vực như là cái màu đất này thì là đất trồng cây lâu năm đó, thì nó sẽ là tùy ha. Đấy, đây này,
như ở cái này thì nó đất này cũng là cái dạng gọi là đất SKC đấy, cùng công nghiệp Bầu Bầu Trăn đó. Đó. Thì nó sẽ quy hoạch đấy, đấy chính là cái bản quy hoạch là người ta sẽ khoanh vùng này. Đấy các bạn thấy này, tùy từng cái đường nét nó rất là rõ, nó từ đâu tới đâu để nó khoanh một cái vùng như thế đấy. Thì là cái khu vực này là làm gọi là cụm công nghiệp đó, và đất bên đây thì đang là đất trồng cây lâu năm đó, và đất ở đây thì hiện tại đang là đất lúa nước, cái màu vàng vàng này đó, cái màu vàng vàng này hiện tại đang là đất lúa nước nha. Đó, còn cái màu mà màu hồng hồng này thì là đất đất ở đấy, nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại đất này đó ha. Thì thông thường thì ở cái khu vực mình làm như ở khu vực Củ Chi đây thì là những cái loại đất nào sẽ được sử dụng, chúng ta có thể là mua được đấy, nó quy hoạch cái gì là chúng ta mua được đấy. Thì cái loại đất nào mà bên mình có thể là mua được, đó là thứ nhất là những cái dạng gọi là những cái loại đất đó là đất màu hồng hồng này à, đúng không, chắc chắn một điều là màu hồng hồng này là mua được đấy, ví dụ như này khu dân cư số 4 này à, bởi vì đây là chúng ta có thể là mua để mà sử dụng được cái nhiều mục đích của nó. Thì có thể là mình xây một căn nhà lên để mình ở, có thể xây nhà lên cho thuê, có thể xây phòng trọ đúng không, rồi có thể là nói chung là vân vân và vân vân à, rất là nhiều mục đích sử dụng khác nhau khi mà lên cái đất màu hồng hồng này rồi đó à, thì đất này có thể mua được đó, ok thoải mái đấy, nó quy hoạch là khu dân cư, nó không vướng đường gọi là không không vướng đất cây xanh hay là công viên nhớ thì mua được đúng không à, đất này mua được nha. Thứ hai nữa là đất lúa LUC này, LUC rồi hàng năm khác rồi cây lâu năm đó. Thì là thông thường bên mình sẽ là lựa chọn các cái loại đất này, đất ONT này, đất hàng năm khác này, đất cây lâu năm này, và đất lúa đấy. Bởi vì đất lúa nếu mà quy hoạch ví dụ như cái khu vực này chẳng hạn, thì chúng ta có thể là khi mua đất lúa xong thì chúng ta có thể lên cây hàng năm khác đó, đấy, cây hàng năm khác rồi cây lâu năm đấy, mình có thể lên được đúng không, bởi vì nó nằm trong cái diện là quy hoạch này thì mình có thể là chuyển đổi mục đích sử dụng được đó. Thì đó là ba cái loại gọi là đất cơ bản mà bên mình hay giao dịch hay mua đó. Và những nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy, thì cũng là mua những cái loại đất này đó. Còn những người mà họ mua để mà mục đích sử dụng là làm nhà máy, mở các cơ sở sản xuất, thì họ có thể là tìm những cái lô đất đấy, nó thuộc SKC này cũng được, hoặc là nó là có ONT đấy, có ONT rồi thì cũng được. Ví dụ như xây những cái xưởng nhỏ, làm những cái xưởng nhỏ chúng ta mua đất ONT cũng được đấy, hoặc là mua những cái đất mà nó thuộc cái diện đất SKC này cũng ok, nó không sao ha. Đấy, còn đất ở trong cụm công nghiệp này thì nó quy hoạch đấy, ví dụ như là cho một cái đơn vị nào đó, cho một cái công ty nào đó, họ sẽ tổ chức là bài bản lên đường xá làm cơ sở hạ tầng đấy, rồi xây dựng nhà máy ở trong này, và để cho các doanh nghiệp nước ngoài họ vào họ thuê cái khu đất đó để họ xây dựng nhà máy lên chẳng hạn, hoặc là mình có thể là xây dựng nhà máy sẵn thì họ sẽ thuê cái mảnh đất cái nhà xưởng đó của mình đó, thì nó tùy ha. Đấy thì là những cái dạng đất mà những nhà đầu tư cá nhân có thể mua giao dịch bình thường, đó là đất ONT, đất ở là cái mục đích sử dụng của mình, đó là mua để ở đấy, để xây nhà để ở, hoặc là xây phòng trọ hay là xây nhà cho thuê đấy, vân vân, thì chúng ta là lựa chọn cái ONT đó ha. Còn chúng ta với mục đích là làm vườn thì chúng ta có thể là sử dụng các cái loại đất như là đất LUC này, đó, đất HNK và đất cây lâu năm đó, hàng năm khác và cây lâu năm này chúng ta có thể là trồng cây lập vườn đúng không? Đấy, và đặc biệt là thông thường ở bên mình sẽ lựa chọn những cái lô đất mà nó sẽ nằm ven ở cái khu vực gọi là khu dân cư này, đấy, ven ven cái màu hồng hồng này này. À, bởi vì sao lại như thế? Bởi vì thông thường đó thì mỗi khu vực thì nó sẽ có những cái khác nhau, nhưng mà khu vực Củ Chi thì hàng năm thì nó sẽ thay đổi cái quy hoạch này. Đấy, có thể là năm nay nó quy hoạch tới cái ranh này, nhưng mà sang năm có thể là nó sẽ lấn sang cái vùng này chẳng hạn. Đó, nó sẽ quy hoạch lấn ra đây là cái khu dân cư. Đấy, bởi vì dân cư mà phát triển đông đúc lên thì nó sẽ quy hoạch lấn ra thôi. Đó, ha. Thì đó là thông thường thì bên mình sẽ làm những cái điều như thế. Đấy, thì khi mà quy hoạch từ cái đất cây lâu năm này đấy mà nó được lấn sang ONT thì cái giá trị đất này nó sẽ tăng rất là nhanh. Đấy, có thể là khi mà mua thì chúng ta có thể mua 1 triệu hoặc là 1,5 triệu.
Nhưng mà khi mà quy hoạch là ONT lấn sang thì là cái đất này nó sẽ lên ít nhất là 3 triệu. À, không nói nhiều ha. Đấy, bởi vì cái này có thể là chuyển đổi mục đích sử dụng được, cho nên là cái giá trị đất đấy từ đồng nó sẽ tăng lên. Ok. Đấy ha. Thì ở trong cái video này thì ngắn gọn vậy thôi. Thì Minh Thành cũng muốn là chia sẻ những cái thông tin rất là thiết thực, rất là cơ bản để cho mọi người có thể nắm bắt được, để chúng ta khi mà chúng ta đi mua đất thì chúng ta dựa vào cái mục đích sử dụng của mình đấy, và những cái gọi là những cái món đầu tư sở trường của mình, để chúng ta kiếm được những cái khoản lợi nhuận từ những cái mục đích ha, từ cái hình hình thức như thế đấy. Thì đó là một số những cái thông tin cơ bản cần biết về quy hoạch. Thì mình nghĩ thì trong cái video này thì mọi người cũng đã nắm bắt được sơ sơ ha. Thì nếu mà ai còn có những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi nào cần Mỹ Tài giải đáp thì hãy comment dưới video nha, comment dưới video những cái thắc mắc của mọi người, thì mình có thể là có thể là inbox mình sẽ trả lời riêng, hoặc là những cái câu hỏi mà nó sẽ nhiều nội dung chẳng hạn thì mình sẽ tập hợp lại và làm một cái video và chia sẻ lại cho mọi người, thì mọi người sẽ vào đó để nghe và nắm bắt những cái thông tin nó chi tiết hơn nha. Rồi thì chắc là Mỹ Tài xin tạm dừng video đây nhá. Hẹn gặp lại cả nhà trong bài 4. Ở trong bài 4 thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà làm sao để mà chúng ta sử dụng cái app. Đấy, sử dụng một cái app để chúng ta có thể là xem quy hoạch online được. Đấy, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Đấy, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ biết được là xem được là cái lô đất của mình cần mua là nó thuộc cái diện mà quy hoạch gì đó ha. Đấy, thì ở trong cái bài sau nhá, bài sau thì mình sẽ ở bài 4 tiếp tục trong cái chuỗi bài bất động sản ABC cơ bản. Trong bài 4 mình sẽ chia sẻ cho mọi người để làm sao để mà chúng ta xem cái quy hoạch ở trên cái app hoặc là trên website thông tin quy hoạch. Thì cái này thì hiện tại một số vùng nhá, một số tỉnh thì sẽ có, còn một số thì vẫn chưa đấy, cho nên là nó tùy từng khu vực chứ không phải là cái nào thì nó cũng có. Nhưng mà trong tương lai mình nghĩ thì họ sẽ update hết đấy, trên toàn bộ đất nước Việt Nam thì tất cả các tỉnh thì nó sẽ có thông tin quy hoạch, nó sẽ công khai rõ ràng minh bạch cho mọi người xem, để chúng ta không vướng gọi là bớt bị lừa đấy. Hiện tại bây giờ thì thực sự bị lừa rất nhiều, thì có những video mình sẽ nói sâu hơn về những cái phương thức, những cái cách mà những người họ làm gọi là lách luật để chúng ta sa vào bẫy đấy. Thì cái đó thì cũng khá là thú vị, nhưng mà mình sẽ để dành về sau này đấy. Thì khi mình đi hết những cái phần cơ bản thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà về những cái cách đó nha. Rồi thì mình xin tạm dừng video đây, và mọi người nhớ hãy like và đăng ký kênh để nhận video mới một ngày từ Mỹ Đài nha. Và chương trình của chúng ta thì sẽ được phát vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ, và mọi người nhớ chú ý đón xem nha. Và mọi người đừng quên chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem nhé. Biết đâu thì ai đó, những anh chị em hay là bạn bè của mọi người sẽ rất là cần đến những cái thông tin này, thì mọi người nhớ hãy chia sẻ để cho mọi người cùng được biết nha. Cảm ơn cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.